Đang vào miếu bà Chúa Chúa Xứ Lối Sang, bà rất nổi tiếng, ai làm ăn kinh tế là hay đến đây. Đốt vàng mã trong miếu. Hôm nay là ngày bình thường nên là không đông lắm, nên là thường là những cái ngày mà cuối tuần hoặc những ngày lễ là rất là đông. Thank you.
Bây giờ đầu giờ sáng nên là mọi người bắt đầu đến rất là đông. Đây, đây là phía sau điểm. Số 3 là thờ Thoại Ngọc Hầu các bạn. Bây giờ mình sẽ qua bên đền thờ Thoại Ngọc Hầu. Cái nhà lầu có loa lô yến. Đây là bệ đá trước đặt tượng bà ở trên đỉnh núi. Quanh đây là dành cho Ấn Độ nên không được tham quan vào. Nhà cũng bà đi chú ơi.